Dạ vâng ạ, xin chào tất cả mọi người ạ. Và tiếp tục thì ở trong video tiếp theo thì ngày hôm nay em cũng sẽ lại lên cho cả nhà mình. Đó là các mẫu đồng hồ chính hãng của Nhật, Thụy Sĩ và đều được đấu giá trực tiếp ở trên trang Nhật. Và ngày hôm nay thì như mọi người có thể thấy là sẽ xuất hiện với rất rất nhiều siêu phẩm. Ví dụ như là một phiên bản của Angel Lowser, một phiên bản mà có thiết kế một cái hộp của nó chính là hộp gỗ rất là đẹp đúng không ạ? Có giấy chứng thư đầy đủ này, đó đúng không ạ? Rồi nhá, sẽ có rất nhiều và một lát nữa em sẽ giới thiệu chi tiết cho cả nhà mình ở trong video. Ngoài ra thì sẽ có một cái cặp đôi đó chính là của Morosecadi. Tiếp theo là phiên bản của Red Tiger và một vài thương hiệu khác nữa. Và các anh chị mọi người yêu thích ở phiên bản đồng hồ nào thì mọi người liên hệ đặt hàng theo số hotline và cũng là số Zalo của em. Đó là số 085858 từ quý 2 hoặc có thể để dưới phần comment bình luận. Và mọi người hãy nhớ bấm đăng ký kênh nhé để có thể là liên tục cập nhật các mã hàng mới bên em. Và không để mọi người đợi lâu bởi vì hôm nay sẽ có rất nhiều siêu phẩm phục vụ cho cả nhà mình. Thì em sẽ lên luôn với mã sản phẩm đầu tiên. Với phiên bản đầu tiên thì em sẽ lên cho cả nhà mình đó là một cái mẫu của Citizen. Đây là bản Citizen EcoDrive pin năng lượng mặt trời với thiết kế của nó sẽ là ba kim và nó sẽ có một đôi cột sở lịch ở vị trí góc 3 giờ. Màu mặt của nó là đen và toàn bộ dây viền vỏ đều được có thiết kế đó là màu đen nhá. Màu đen thì khi mà mình nhìn ý thì cảm giác nó sẽ không không có ấn tượng gì nhiều, nhưng mà khi mọi người đeo lên tay với các cái phiên bản này thì nó sẽ rất là đẹp nhá. Đây như mọi người có thể thấy là khi mà đeo lên tay này, đó, nhìn chung nó sẽ rất là nổi. Đúng không ạ? Và bản này thì mọi người có thể là đeo đi làm, đeo đi chơi hay là mọi người có thể là mặc các cái set đồ rất là dễ. Đấy, mặt bên trong của nó toàn bộ màu đen, kim này, xanh này, cọc số, đầu cọc số cũng xanh, núm của nó cũng thế này. Đây là viền của nó thì làm theo kiểu dạng sáng bóng và nó làm giống theo kiểu dạng như là viền đá nhé. Cái này thì lau sạch đi là sẽ rất là sáng này. Đó, nó giống như là viền đá này. Đấy, còn chi tiết niềng này thì nó sẽ có vừa làm phay xước vừa làm sáng bóng kết hợp với nhau nhá. Núm chốt khóa này, dây chốt khóa nguyên zin. Đây là mặt trước mặt sau và sử dụng module máy của nó sẽ là máy E111. Đây là một cái phiên bản của dòng EcoDrive, tức là sử dụng pin năng lượng mặt trời. Vì thế cho nên là cái tuổi thọ pin của nó khá là lâu. Và theo như khuyến nghị của nhà sản xuất thì mọi người cứ tầm khoảng độ 5, 7 hoặc là 10 ngày thì mọi người lại mang đi phơi nắng hoặc là chiếu đèn một lần cho em. Thì khoảng độ vài tiếng thôi thì như thế thì nó sẽ giúp cho cái đồng hồ của mình ấy nó lúc nào nó cũng được sạc pin vào và tuổi thọ pin nó sẽ lâu. Bản này có size mặt đó là size 41.8, tức là rơi tầm khoảng độ size 42 rồi. Càng của nó sẽ là 48.2. Đấy, mọi người thấy như cổ tay của em 16.5. Cái này thì các anh nam có cổ tay tầm 17, 17.5 đổ lên ý, thì sẽ rất là đẹp nha. Món này em đang để cho cả nhà mình đó chính là 2 triệu 200 nghìn. 2 triệu 200 nghìn và đây sẽ ở mã hàng đầu tiên, đó chính là ở mã 581. 2 triệu 2 mã 581. Di chuyển tiếp theo sang ở mã 582. Phiên bản 582 thì em sẽ lên cho cả nhà mình. Đó là ở một cái mẫu của... Em lên một cái mẫu cặp đôi nhá. Em lên mẫu cặp đôi này. Thì em có về cho cả nhà mình này, đó chính là một cặp đôi của Morosecadi. Đấy, thật sự là từ trước đến giờ nếu mà các anh chị mọi người xem đến các cái video của em rồi, gần như là để mà có một cái cặp đôi mà đấu về cho cả nhà mình đúng không ạ, rất là hiếm. Từ trước đến giờ em gần như là chưa bao giờ mà đấu được, ví dụ như là một cặp đôi mà có hai chiếc riêng biệt như này. Là em về được đúng một lần là có mà một nam một nữ ở trong nguyên cái hộp của nó ấy, thì may ra. Còn ở hai cái này đúng không ạ, là nó tách rời nhau nha, đúng không ạ, ở hai kiện hàng khác nhau luôn đấy. Thì anh chị đúng không ạ, đấy là một cặp đôi mà phải nói là sự rất là đẹp với form kiểu dáng của nó giống với cả form kiểu dáng của Rolex. Thì em sẽ giới thiệu cho cả nhà mình trước về cái mẫu nam trước nhá. Cái này thì nếu mà mọi người muốn lấy cặp đôi thì em sẽ bán cặp đôi, còn nếu mà mọi người mà muốn lấy lẻ thì em cũng vẫn sẽ bán lẻ. Đó. Ở đây thì có full hộp giấy tờ sổ sách của nó đầy đủ, Morosecadi, một cái thương hiệu rất là nổi tiếng đến từ Ý. Đó, vâng, và đây là thương hiệu thuộc vào dòng luxury của Ý đấy ạ. Đối với mẫu này thì đây là phiên bản pin solar, pin năng lượng mặt trời. Đấy, nên là cái tuổi thọ pin của nó rất là lâu nhé. Vì là các cái dòng solar pin năng lượng mặt trời thì luôn luôn nó là các cái dòng mà rất là hot. Đấy, vì mình sẽ tiết kiệm được các cái chi phí thay pin, đỡ phải thay pin và nó sẽ giảm thiểu được tất cả các rác thải ra khỏi môi trường đúng không ạ? Kể cả như là đèn điện bây giờ của mình thế, người ta cũng dần dần chuyển dần từ những cái bóng đèn tuýp hay là các cái bóng đèn thường của mình ấy, đúng không ạ? Chuyển dần sang đó chính là các cái bóng đèn năng lượng mặt trời đấy. Đấy thì nó sẽ tiết kiệm được rất nhiều.
Với bản Morosecadi này thì nó sẽ có đội chống nước của nó sẽ là 13. Đây là bản Pinsola, một lịch ở vị trí góc 3 giờ. Đó, nó có 3 kim nhá. Thì mọi người thấy là bên trong cái nền mặt này, đấy, nó sẽ có cái đường vân này. Đấy, mọi người nếu bạn nhìn thấy rõ được cái đường vân xoáy trong vòng tròn đồng tâm không ạ? Thì khi mà ánh sáng nó chiếu vào nhá, nó bắt sáng cực kỳ là tốt luôn. Nó lên được cả 7 sắc cầu vồng. Cọc số thì nó sẽ cọc số ở vị trí 12 giờ. Và ngoài ra thì sẽ có các cái viên đá này, nó rất là sáng, nó giống như là các cái viên kim cương nhân tạo ấy. Và nó đều được ghim chấu toàn bộ. Đấy, đây là một cái phiên bản mà mang form dáng kiểu dáng giống với cả của Rolex. Chi tiết niềng này thì nó sẽ vừa nhá, vừa làm cái kiểu dạng sáng bóng này, nó vừa lại có cái kiểu dạng như là răng cưa này. Đấy, vừa sáng bóng vừa răng cưa. Mẫu này lại có một điểm cộng nữa, đó chính là cái núm ren. Đó, núm ren, thế cho nên độ chống nước của nó sẽ rất là tốt. Đấy, và tiếp theo là về dây. Thì dây thì cũng thiết kế đó chính là các cái mắt dây giống như là thiết kế của Rolex. Đó, đúng ạ, dây cũng giống luôn. Đấy, nó chỉ có mỗi cái ở đây là hai bên này của nó sẽ làm phay xước, và ở giữa này của nó sẽ làm theo kiểu dạng sáng bóng. Tem tag mark của Morosecadi nó còn đầy đủ. Đấy, đây, nó còn nguyên siêu nhá. Và nó còn nguyên cả cái giấy này, các anh chị có thể là mở ra. Đằng sau đấy thì cũng sẽ có mã chất của nó sẽ là MG0-037 stainless steel, độ chống nước của nó sẽ là 10 ATM. Đó, tag mark đầy đủ đây, 82.500 yên, tức là nó sẽ tương đương với khoảng hơn chục triệu với phiên bản này đấy. Nó rơi vào tầm khoảng độ 14-15 triệu đối với phiên bản này. Không hề rẻ đúng không ạ? Bởi vì là các cái mẫu của Morosecadi thì giá hãng của nó khá là cao. Vì là một, nó là một trong các cái thương hiệu dòng luxury, thương hiệu hạng sang ấy. Và nó không chỉ là các cái mẫu thiết kế đẹp mà cái chất lượng của nó cực kỳ tốt. Bản này size 39 và càng của nó sẽ là 49. Đó, như cổ tay của em này là 16.5. Em đeo được nhá. Các anh nam có cổ tay khoảng độ 17-17.5 đều đeo được. Bởi vì là nếu như mà mọi người thấy là em đo ở bản ấy, nó là size 39 chấm mấy thôi. Thế nhưng mà do cái kiểu form dáng nó giống với cả của Rolex, vì thế cho nên là mặc dù là đo là size 39, nhưng khi đeo lên tay thì nó, mọi người cảm giác nó sẽ giống với cả tầm size 40-41 cơ. Chứ nó không phải là chỉ nguyên là size 39 đâu. Bởi vì mình sẽ phải căn cứ cả vào các cái thiết kế của nó nữa. Đây, mặt ánh sáng bên trong này, trải vân này, rất là đẹp. Đấy là mẫu nam. Thì có full hộp, giấy tờ, sổ sách đầy đủ rồi. Đó. Tiếp theo thì em sẽ lên cho cả nhà mình giới thiệu về mẫu nữ. Ở bản nữ này thì cũng sẽ tương tự như vậy. Nó chỉ có khác mỗi là về size thôi. Đúng không? Nó chỉ khác mỗi về là về size mặt thôi. Đấy, cũng có như thế này. Mặt trải vân này. Đây là viền. Cạnh. Đúng không ạ? Cũng sử dụng. Bản nữ này thì là núm rút nha mọi người nhá, không phải núm ren như bản kia. Đây là mã MG038. Đấy, khóa tóc mắc đầy đủ. Mọi người thấy không? Giá bằng với cả bản nam. Bởi vì cơ chế của nó như nhau, nó chỉ khác mỗi nhau về về gọi là cái size thôi. Ở mẫu nữ này thì sẽ có size rất là size 28 nha. Đây, chưa tính núm thì nó sẽ là 28. Càng của phiên bản này sẽ là 36. Mẫu nữ này dành cho chị nào mà nữ tay tầm 16 đổ xuống. Hoặc là nếu mà chị nào mà nữ tay 16.5 cũng đeo được. Nói chung là ở mẫu này thì gần như ai cũng đeo được hết. Nó không kén tay. Ở mẫu này thì không kén tay. Kể cả tay to to như tay em như thế này mà nếu mà thích mà đeo vào này thì em vẫn đeo được này. Đấy, rất là dễ đeo. Thì em đang để cho cả nhà mình đó là mẫu nam đang là 2.450.000. Mẫu nữ cũng là 2450, tức là bản nam và bản nữ bằng giá nhau. Vì em đấu về là giá như nhau luôn. Đấy. Thì bản nam là 2.450.000 và bản nữ cũng là 2.450.000. Thì nếu mà mọi người lấy cả một cặp thì mọi người báo em. Còn nếu mà mọi người mà lấy từng chiếc thì em cũng vẫn bán lẻ từng chiếc. Đấy. Vì cái này là cái việc mà đấu hàng về là rất là may là có cái sự trùng hợp thôi. Thế còn bình thường để mà đấu mà nó có một cặp đôi liền một lúc như thế này nó ít lắm, nó khó lắm. Đây là may mắn là nó về nó có một cặp, cả một chiếc nam và một chiếc nữ thì là em ghép tạo thành một cặp. Nhưng mà đúng là nó tạo thành một cặp luôn. Được không? Đấy, nó cùng mẫu nha. Thì ở hai cái phiên bản này thì em sẽ để ở bản nam đó là ở mã 582. Ở bản nữ sẽ là mã 583. Đó. 2.450.000 một bản. Được rồi, thì mọi người cứ thích lấy cả cặp thì lấy, mà lấy lẻ từng chiếc em cũng để. Tiếp theo sang ở mã 584. Phiên bản 584 thì em sẽ lên cho cả nhà mình một cái phiên bản siêu phẩm ở trong video ngày hôm nay. Mà em nghĩ là sẽ rất nhiều các anh nam mong đợi luôn. Bởi vì thực sự với cả nhà mình đây là một cái mẫu mà rất đẹp và rất là xuất sắc.
Cái này mọi người có thể mang đi làm quà tặng nhé. Thì em giới thiệu sơ qua một chút xíu này. Đây là phiên bản của Estée Lauder, đúng không? Một cái thương hiệu rất là nổi tiếng đến từ Thụy Sĩ. Đấy, thì đây là các cái hình ảnh về các cái quy trình sản xuất nhá. Đây ạ, đây. Đó, tại sao cái gì đây rất là nhiều này, đúng không? Sau đó là ở đây là nó sẽ có một cái đó là International, gần như là một cái thẻ bảo hành, đúng không ạ? Thẻ bảo hành của Estée Lauder Original nhá. Đây là mặt trước, đây là mặt sau, đúng không? Có tem. Và có về ở quế mẫu này thì có một cả một cái túi đi kèm như thế này. Đấy, thì khi mà mọi người đựng ở trong cái túi này nhìn trông rất là đẹp và rất là sang. Mọi người có thể là mang đi tặng ấy. Đấy, nó sẽ rất là có ý nghĩa. Được chưa? Đấy là túi đầy đủ. Thì khi mà gửi hàng ấy thì em sẽ gửi đầy đủ cho tất cả mọi người luôn. Nên các anh chị hoàn toàn yên tâm nha. Đây mọi người xem này, hộp này. Đấy, nó có chuyện, đó chính là original này. Logo biểu tượng này. Đây, mở, đúng không? Cách mở như thế nào. Đấy, đây là mechanical này. Đấy chưa? Hộp gỗ nha. Hộp gỗ, nguyên cái hộp thôi là nó đã đáng tiền rồi. Hộp này, mở ra. Bên trong thì sẽ có quyển sổ đầy đủ. Đấy, và bên trong cái hộp gỗ này thì lại còn có cả thêm. Đó là một cái hộp bằng da nữa. Đấy, hộp bằng da. Đây, các cái đường chỉ khâu tay này. Mở ra. Bên trong thì cũng sẽ có một cái thẻ cứng, thẻ bảo hành International Warranty. Tiếp theo đó là một cái khăn này. Khăn rất là xịn. Khăn rất là xịn nha mọi người nha. Trời ơi, sờ cái chất khăn thôi cũng đã thấy chất vải rồi này. Trời ơi, đẹp thế. Đây. Ui. Cái khóa này của nó giống với cả khóa của Cartier, giống như là khóa của Cartier. Một cái hộp xịn đây, phải nâng như nâng trứng luôn ấy cả nhà mình ạ. Đó, hộp đây nha. Đây, đây là nó còn nguyên cả seal của Estée Lauder này. Đó, mở ra này. Mở ra, đẹp chưa? Nếu mà mọi người mà chơi về các cái mẫu của Estée Lauder thì chắc chắn các anh chị biết là với các cái phiên bản này thì giá hãng của nó cũng dao động rơi vào tầm khoảng độ hơn chục triệu. Estée Lauder nó là một thương hiệu đến từ Thụy Sĩ. Là bằng và thương hiệu này thì rất là nổi tiếng với các cái thiết kế hay các cái bộ máy móc của nó cực kỳ là chất và rất là bền. Đây nha, ui chung mọi người thấy trời đẹp thế. Đây, trời ơi. Bản này quá là xuất sắc luôn. Trời ơi, đẹp thế này. Đấy nha, bây giờ mọi người đi cùng với em đến từng chi tiết một nha. Mẫu này thì khi mà hàng về thì em cũng chỉ nhìn qua thôi, chứ em cũng chưa có mở ngắm kỹ đâu. Em vào em check luôn. Giá hãng của nó thì nó dao động, nó rơi vào tầm khoảng độ hơn 14 triệu ở trên trang chủ của Estée Lauder luôn. Đấy, đây là mẫu cơ nha. Cơ này, cơ tự động nhá. Có cả chỗ có tay đi kèm này. Đấy, đúng không ạ? Và khi mọi người thấy là ở bên trong này, đúng không ạ? Nó có, đã có một cái vòng tròn cót này. Đấy, nó đã cuộn khá là chặt với vòng tròn cót của nó rồi. Đây là kim giờ, kim phút này. Đây là kim dây. Kim dây thì nó sẽ nằm ở vị trí góc 6 giờ. Và đây nó có lộ tim. Đấy, mọi người thấy mặt kính này. Nó sẽ giống như là một cái mặt kính tràn viền. Rất là đẹp nha. Đó, và kính của nó là kính sapphire nguyên khối đấy. Thì với cái kính sapphire nguyên khối này thì nó sẽ giúp cho cái đồng hồ của mình nó sẽ chống trầy chống xước, đúng không ạ? Đây là một cái điểm cộng tuyệt đối cho phiên bản này. Đó, rất là đẹp. Tiếp theo nữa, đó chính là cái phần chuyển động cơ. Tức là nó lấy cái bộ máy cơ để tạo thành đai của mặt đồng hồ luôn. Ngồi sờ vào phiên bản này nó rất là mịn luôn, cực kỳ thích nha. Cái này khi mà mọi người hàng tới nơi rồi, các anh chị cứ mở ra các anh chị kiểm tra cho em xem có đúng như là em nói không. Ở trên này này, nó sẽ làm theo kiểu dạng sáng bóng nha. Đó, sáng bóng này, cạnh viền này, phay xước này. Đây, và đằng sau đây, Estée Lauder Stainless Steel nhá. Đây là nằm trong bộ sưu tập của dòng Codex này. Đấy, và độ chống nước của nó sẽ là 53. Đây mọi người thấy là ổ chữ cót nha. Đấy, tất cả các cái chi tiết, tất cả các bộ phận ở phía bên trong, bộ máy này. Mọi người thấy các cái bánh răng chuyển động không ạ? Đấy, mặt trước như mặt sau luôn. Vâng, tức là mọi người có thể là gần như là cảm giác giống như là nó giống như là hai mặt như nhau ấy. Đúng không ạ? Chỉ có khác mỗi là cái mặt trên thì mình xem thì nó có cọc số thôi.
Đó, đây người ta lấy cái bộ máy để tạo thành đai của mặt đồng hồ luôn. Em phải nói thật sự là quá là xuất sắc này. Mà khi mà mình cầm lên tay ở bàn này ấy, mà cảm giác nó có một cái gì đó nó kiểu dạng như bị cuốn hút ý, mà mình muốn ngắm mãi không thôi ý, mọi người ạ. Đây này, trời ơi, kể cả sờ vào phần kính này của nó cũng thế nhá. Trời ơi, chất kinh khủng luôn. Dây này, chốt khóa này. Đó, thì mọi người thấy cái dây ấy kiểu này này, nếu như anh chị là một người đam mê về đồng hồ là mọi người sẽ biết đến cái dây này, cái khóa này này, nó giống với cả cái khóa của lúc nãy em vừa mới bảo là cái gì nhỉ, của Cartier đúng không ạ, giống với cả khóa của Cartier đấy. Khóa này thì đây mọi ở đây mọi người sẽ mở như này. Đây nha, mọi người thấy là cái dây ở đây này. Đó, đúng không ạ? Nó gấp ngược lại vào phía bên trong. Thì cái dây bên này cũng sẽ tương tự như vậy. À đây đây, mọi người sẽ luồn dây như thế này nha. Luồn dây như thế này này. Sau đó là mọi người cũng sẽ gấp xuống như thế này. Đó, gấp xuống đúng không ạ? Theo đúng cái size tay của mình đến đâu ấy thì mình sẽ gấp dây đến đó nha. Mình sẽ gấp dây đến đó. Và sau đó là mình cũng sẽ gấp ngược lại. Đấy thì khi mà đã đây nhá, em thử nhá. Thì khi mà mình đã gấp được như thế này rồi. Đúng không ạ? Đấy thì bắt đầu là nó bởi vì cái dây nó miết vào trong này này. Nên là mình chỉ có bấm xong khóa là ok thôi. Đó là rất là hay. Nếu mà mình chỉ cần việc đó là luồn dây một lần thôi là lần sau mình cứ thế là mình xong khóa mình lên tay thôi. Đấy, đây là dây này. Chốt khóa này. Đấy, dây rất là đẹp nha. Rất là đẹp này. Mọi người thấy không? Dây da của nó cực kỳ là xịn nhá. Enzelosur. Đấy, và đây là mã chiếc của nó này, nó có một cái miếng da, miếng da tét đi kèm đấy. Đấy, đây mọi người thấy này, miếng da này. Đấy. Thì mọi người thấy không? Đấy là một cái miếng da tét nha. Trời ơi con này đẹp thế. Bản này có size mặt của em nó sẽ là size 35. Càng của phiên bản này sẽ là 47. Một cái bản cơ nhá mà em đo thử cho cả nhà mình xem này, đó chính là 8.2. À, em xin lỗi, cái mẫu này là cơ cót nha mọi người nha. Mẫu này là cơ cót. Rồi bạn để cơ cót không phải auto đâu nha, cơ cót. Đấy, thì là mọi người phải lên cót tay. Đấy, trời ơi đẹp thế. Đây, mọi người đeo lên tay này. Trời ơi, nhìn cho nó sáng, nó đẹp không? Cái này mà mọi người đeo đi làm này, đeo đi chơi đều sẽ rất là ok luôn. Ôi đẹp lắm luôn ý. Kiểu mình bị ngắm mãi không thôi ý, mọi người ạ. Bản này thì em đang để cho cả nhà mình cái mẫu này, đó chính là 5 triệu 6. Đấy, vâng, 5 triệu 6 trong nghìn nhá. Rất là đẹp, full hộp này, giấy tờ sổ sách đầy đủ luôn. Đó, 5 triệu 6 trong nghìn. Và bản này sẽ ở mã 584. Trời ơi, đẹp kinh khủng luôn. Và lần đầu tiên mà em có về một cái phiên bản Angelosur mà đẹp và xuất sắc như thế này. Mã 584 nhá. Tiếp theo di chuyển sang ở mã 585. Mã 585 thì em lên cho cả nhà mình đó là một cái mẫu cũng là mẫu cơ, nhưng mà ở bản cơ này thì nó là bản cơ của Fubo. Rồi vâng, và cái thương hiệu Fubo thì nó là một cái thương hiệu đến từ Nhật rồi. Đấy, đây là mẫu cơ tự động và nó có cả trợ cót tay đi kèm. Mẫu này là cơ tự động của trợ cót tay, còn mẫu kia nó của nó là cơ cót thôi, cơ lên dây đấy ạ. Bản này có tổng cộng của nó sẽ là 5 kim, à 3 kim, em xin lỗi, 3 kim. Nó có lộ tim ở vị trí góc từ 6 cho đến 8 giờ. Đấy, và nó cũng lấy bộ máy của nó để tạo thành đai mặt đồng hồ, đúng không ạ? Vừa kết hợp cọc la mã, vừa kết hợp với cả cọc vạch. Đây mọi người thấy là mặt bên trong này, nó cũng sẽ có các đường vân trải vân màu nâu cà phê toàn bộ phần viền nhá. Đấy, đúng không ạ? Nó có cái đường khăng răng khứa khứa khác sắc như thế này, nhìn trông rất là đẹp, rất là lạ. Đây là phần viền cạnh, đây là núm mặt trước này, mặt sau. Nó sử dụng đó là máy Mizuta của Citizen và nó có 21 chân kính nhá. Thời gian tích cóp tối đa của nó cũng sẽ là 38 tiếng, sử dụng dòng máy 8N24. Đó, độ chống nước của nó sẽ là 3 ATM. Dây da nguyên zin luôn. Và chốt khóa này. Đó, nguyên zin. Đây, mọi người thấy các cái đường chỉ khâu tay này. Đó, tag mark cũng sẽ còn đầy đủ. Cái bản này thì cũng hơi tiếc là mặc dù là mẫu mới nguyên zin nhưng mà nó không về hộp đâu ạ, nó chỉ về nguyên đồng hồ thôi. Bản này thì có size mặt đó là size 40.6. Và càng của phiên bản này sẽ là 47.4. Đó, như cổ tay của em này.
Đấy 16.5 thì em cũng đeo vừa. Nói chung là các cái mẫu, bởi vì tay em cũng thuộc vào tay nữ to thì bằng với cả cổ tay của các anh nam tay nhỏ ấy. Thì các cái mẫu này thì từ tay 16.5 này hoặc là tay 17, 17.5 là mọi người đeo được hết nha. Bởi vì là cái dây này thì nó vẫn còn rất là phẳng, thì khi mà mọi người đeo một thời gian ấy thì cái dây của nó sẽ vào nếp và nó sẽ uốn cong. Đấy, tức là nó sẽ lên form nên mọi người hoàn toàn là yên tâm. Ở mẫu này thì em cũng để cho cả nhà mình, đó chính là 3 triệu 300 nghìn. Đấy, và mẫu này sẽ ở mã của nó là ở mã 585. 3 triệu 3, mã 585. Di chuyển tiếp theo sang ở mã 586. Phiên bản 586 thì em sẽ lên tiếp cho cả nhà mình mã 586. Đây em sẽ lên cái mẫu của Red Tiger. Red Tiger thì là một cái thương hiệu mà phải nói thật sự là rất là nổi tiếng với các cái thiết kế độc lạ. Mẫu Red Tiger này thì em có về cho cả nhà mình là full hộp, giấy tờ sổ sách đầy đủ. Tại em để cái quyển sổ sách ở ngoài. Đây nhá. Đây mọi người thấy là hộp của nó này. Rất là to. Mọi người có thể là mang đi tặng cũng sẽ rất là ok luôn. Đây là một cái khăn redtiger.com. Đấy. Sổ. Đây là thẻ bảo hành. Có đầy đủ luôn. Thì khi mà hàng tới nơi rồi mọi người cứ mở ra các anh chị kiểm tra. Đấy thì sẽ có đầy đủ luôn. Mẫu này thì em có về cho cả nhà mình ở phiên bản này là bản pin nhé mọi người nha. Pin chứ không phải bản cơ. Và bản này là bản pin kim trôi. Đó, 6 kim pin kim trôi. Mọi người thấy thiết kế đẹp không? Nó có một cái cầu kính cong ở phía bên trên này. Núm này. Đấy, nó có ba núm hình cầu. Mình cảm giác nó giống như một cái phi thuyền ở ngoài vũ trụ luôn ấy. Rất là đẹp nhá. Sáng bóng. Đấy, núm này. Và đặc biệt ở trong phiên bản này ấy, thì chưa nói đến cái thiết kế mặt bên trong của nó đâu, mà nó thiết kế đến cái phần kính thì nó chính là kính sapphire crystal, sapphire nguyên khối đấy ạ. Để nó giúp cho cái đồng hồ của mình nó sẽ chống trầy chống xước đấy. Nhưng mọi người đều biết là bình thường các cái dòng kính sapphire ấy, thì nó sẽ là kính phẳng, đúng không ạ? Nhưng mà ở đây cái giá thành của kính sapphire phẳng nó đã khá là đắt rồi đấy, chứ không phải rẻ đâu. Thế mà ở cái dòng kính mà sapphire nguyên khối mà nó lại làm kính cong như này này thì giá của nó khá là cao, nó rơi vào tầm khoảng độ 600-700-800 đấy. Rơi tầm có những cái kính nó còn rơi tầm cả gần 1 triệu một cái kính luôn ấy. Đấy, các anh chị thấy này. Đấy, kính cong nha. Ở bên trong này, đây là kim 24 giờ một ngày nhá. Tức là nó chạy cho chức năng chuyên của chạy cho cái thời gian mà mình biết được là nó là thời gian ban ngày hay ban đêm. Đúng không ạ? Đây là cái kim dây chạy cho đây đây, đây nhá. Đây là kim dây này. Đây là kim dây nó đang xoay vị trí góc 6 giờ nhá, thì nó là kim dây. Và đây là kim giờ, đây là cần phần kim phút. Còn khi mà em bấm như thế này thì mọi người thấy là cái kim này nó trôi đúng không ạ? Đấy thì nó sẽ là kim dây chạy cho chức năng chronograph và thời gian đo tốc độ tối đa sẽ được hiển thị ở vị trí đó là cái góc từ 9 cho đến 11 cho 9 này cho đến 11 giờ. Đó và nó là bản pin nhưng mà nó lại thiết kế giống như là giả lộ cơ ấy. Nó có lịch này. Đó, ở đây thì bộ kim và cọc số thì nó cũng sẽ có dạng quang sáng ở trong điều kiện sáng kém nha. Đẹp không ạ? Và nó có cái bánh răng. Bánh răng của nó này. Đó, đó chính là một cái bánh răng đỏ. Núm này. Mặt trước này, mặt sau. Đúng không ạ? Đây, mặt trước, mặt sau. Đội chúng nó là 10 ATM nha. Đội chúng nó là 10 ATM, Red Tiger. Dây da đẹp chưa? Trời ơi, mọi người ơi, dây da rất là đẹp, rất là xịn nha. Cái dây này nó không bị làm sao đâu ạ. Mình miết lại cái dây là ok thôi. Bởi vì người ta làm cái chất dây nó giống như là kiểu dạng như là dây đừng vân gỗ. Đây là khóa nha mọi người nha. Khóa này, còn nguyên này. Đấy, dây này, rất là đẹp nha. Đó, dây rất là đẹp. Đây mặt trước này, mặt sau này. Ở mẫu này thì cái form kiểu dáng của nó rất là đẹp, độc lạ ấy. Và cái này thì kể cả mọi người để đeo hay để sưu tầm thôi nó rất là xứng đáng. Và cái này dành cho anh nam tay vừa và hơi to, size 44.6 này. Và càng của phiên bản này sẽ là 54.3. Đấy, như cổ tay của em nhá, sẽ là 16.5. Thì khi mà em đeo lên tay ấy, thì nó sẽ hơi to so với tay em. Nên là cái mẫu này thì sẽ dành đến là cho anh nam tay tầm từ 17 đổ lên. Dạ vâng, đây là một phiên bản mà nó có một cái bánh răng đỏ ở phía bên trong rất là đẹp. Đúng không ạ? Một cái phiên bản đó chính là bản pin kim trôi. Đó, rất là xuất sắc. Full hộp, giấy tờ sổ sách đầy đủ nhá. Và mẫu này em đang để cho cả nhà mình đó là 3.350.000. 3.350.000 và mẫu này sẽ ở mã 586, 3350 mã 586.
mới nguyên zin, full hộp, giấy tờ sổ sách đầy đủ. Đó. Tiếp theo di chuyển sang ở mã 587. Đối với phiên bản 587 thì em sẽ lên cho cả nhà mình mã 587, đó là ở phiên bản của Salvatore Mara. Đây là một cái thương hiệu đến từ đất nước Ý. Và với mẫu này thì em có vẻ là full hộp này, nó cũng có sổ. À sổ nó ở phía dưới kia rồi. Nó có đầy đủ sổ nhá, thì khi mà gửi hàng thì em sẽ gửi đầy đủ sổ cho cả nhà mình. Đấy. Thì ở trên video mà em có thông báo như thế nào thì khi mà gửi hàng thì em sẽ gửi đầy đủ, nên mọi người hoàn toàn là yên tâm. Mọi người đều được kiểm tra hàng trước khi thanh toán. Với bản Salvatore em đang cầm trên tay này thì mẫu này nó cũng sẽ chạy 6 kim và chạy trên Neutral Wrap. Nó có kim 24 giờ, đúng không? Kim dây và thời gian đo tốc độ tối đa. Mặt bên trong nó trải đều đường vân và cọc số của nó sẽ là cọc số La Mã. Chi tiết niềng ở bên trên này nó sẽ là một niềng đặt ceramic này, đúng không ạ? Viền này vừa sáng bóng này, vừa phay xước nhá, núm. Mặt trước này, mặt sau. Đấy, có mã trước của nó đi kèm. Đằng sau đó là độ chống nước là 10 ATM, Japan Chronograph này. Đó, Oceanic K này. Dây silicon. Thì cái dây silicon này thì độ đàn hồi rất là tốt, ôm tay và không bị mùi giống như dây da. Đấy, chốt khóa nguyên zin nhá. Màn này thì chủ yếu là mang cái phong cách gọi là thể thao, size 45.8. Và càng của phiên bản này, càng của phiên bản này sẽ là 59. Đấy, như cổ tay của em này. Đấy là 16.5. Nói chung là các cái dòng này thì thường là phải tay to, tay 17.5 đổ lên. Và mẫu này thì em cũng đang để cho cả nhà mình nhá. Mẫu này đó là 1.950.000, 1.950.000, mã 587, full hộp. Đấy, tiếp theo sang ở mã 588. 588 thì em lên tiếp cho cả nhà mình, đó là ở mẫu đây em có một cái mẫu cơ này này. Mẫu cơ này là mẫu cơ của nữ nhá. Mẫu cơ của nữ này thì mẫu này thì em cũng sẽ sell luôn cho cả nhà mình ở phiên bản này nhá, bởi vì là cái bản cơ của nữ này thì nói chung là nó sẽ hơi kén tay một chút, tức là chị nào mà phải yêu thích ở về các cái dòng cơ cơ. Đây là bản Orange 3 sao. Dạ vâng, và mọi người thấy là có thiết kế này, kính của nó sẽ là có các cái góc cạnh vát góc cạnh. Đấy, nó giống như cái hình ngôi sao ở phía bên trên nền ý. Đấy, rất là đẹp đúng không ạ? Thì ở phiên bản này thì tất nhiên là cũng đã qua sử dụng rồi, nên là nó cũng sẽ có xuất hiện một vài các cái vết ở viền kính này, đúng không ạ? Theo thời gian. Đấy, nhưng mà nó không ảnh hưởng gì cả. Không lộ mấy. Đấy, và tất nhiên là cũng sẽ có phải xuất hiện một vài các cái vết chảy xước nữa, nhưng mà nói chung là khi mọi người nhìn xa như thế này thì gần như là mình không thấy rõ được đâu ạ. Bên trong nền này nó sẽ có rất là hai cái cân. Vâng, đây là một cái cân. Một cân và nó có hai cái bên đựng này. Đấy, rồi là bên trong này nó giống như cái bông hồng ấy. Rất là đẹp. Thấy chưa? Đấy, viền ngôi sao, cái phần kính lát ở phía bên trên, cọc số này. À đây là cái lịch của sổ lịch này. Mẫu này thì nó sẽ là mẫu có hai của sổ lịch nhá, một lịch thứ và một lịch ngày. Đây là mẫu cơ tự động và có trợ có tay đi kèm. Dây này, chốt khóa thì nó sẽ là nguyên zin. Đây đằng sau đáy đây, Orange này. Đấy, cái này thì vỏ của nó sẽ được sản xuất tại nhà máy của Orange, được đặt tại bên Trung thôi. Còn đâu là nó vẫn phải theo tiêu chuẩn công nghệ của hãng và tất nhiên là sẽ sử dụng máy Nhật. Với thời gian tích cóp tối đa của nó sẽ là 38 tiếng, size 26 và càng của nó sẽ là 32. Đấy, đây mẫu này đeo lên tay thì cũng rất là xinh và dành cho các chị nào mà thích các kiểu form vuông hay là thích các cái mẫu cơ ấy thì mọi người đeo ở phiên bản này. Đấy, mọi người đeo rất là hay, rất là xinh nhá. Mẫu này thì em cũng sẽ sell luôn cho cả nhà mình ở mẫu này. Đấy, sell luôn để cho mọi người thích thì các chị mọi người đeo. Bởi vì là cái về phần cái diền kính này nó có hơi một chút xíu, nhưng mà nếu mà nhìn tổng thể thì gần như là mình cũng không lộ lắm. Nó chỉ có một chút dưới phía dưới đấy thôi. Bản này em cũng để luôn cho cả nhà mình ở mẫu này, bản cơ nhá. Mẫu này là 2.3 triệu. Dạ vâng, 2.300.000. Mẫu này sẽ ở mã 588. Dạ vâng. Nó bằng với cả một bản pin luôn đúng không ạ? Em sell cho cả nhà mình giá bằng bản pin luôn. Đó, 2.3 triệu, mã 588. Sang ở mã 589. 589 thì em lên cho cả nhà mình, đó là mẫu của Skagen, thương hiệu đến từ Đan Mạch. Mặt kính này, chưa hề một vết xước sát gì. Đây là viền, vỏ, rất đẹp nhá. Càng ôm này, núm này. Mặt trước mặt sau, mọi người thấy là đằng sau này bị gọi là có các cái vết chảy xước theo thời gian, bởi vì mẫu này đã qua sử dụng rồi đúng không ạ? Nhưng ở đây người ta sử dụng đó là kính cứng cường lực đấy. Mọi người thấy là kính cứng cường lực này. Đó, mà mọi người thấy không? Không có một vết chảy xước gì luôn và rất là mới. Đấy, thì anh chị phải thấy nói là cái độ chống chảy chống xước của cái phần kính này rất là tốt luôn. Dây này,
Đấy, dây nguyên zin nhá. Cái này mọi người chỉ việc kéo cái chốt này đẩy dịch lên theo đúng cái size tay của mình đến đâu ấy thì mình di chuyển đến đó thôi. Size 36 và càng của phiên bản này sẽ là 40.5. Mẫu này dành cho anh nam tay nhỏ thôi nha. Anh nam tay nhỏ. Đấy, tổng cổ tay 16.5 đổ xuống là mọi người sẽ đeo ok. Bản này thì em đang để cho cả nhà mình đã là 1.300.000. 1.300.000 mã 589. 1.3 mã 589. Sang ở mã 590. Đó, mã 590, bản này là 2.3. Mã 590 thì em sẽ lên cho cả nhà mình. Mã 590 thì đây em lên nốt cho cả nhà mình ở mẫu này. Đó là ở phiên bản của Stark. Đó, bản này thì nó có thiết kế 3 kim, à 6 kim. 3 cái đồng hồ ở phía dưới này này. Thì bình thường các bản 6 kim ý, thì nó sẽ sắp xếp, đúng không ạ? Nó sẽ nằm ở bên trong cái lòng mặt này luôn. Nhưng ở đây nó lại xếp thành một hàng ngang vị trí phía dưới này. Thì nó có kim 24 giờ một ngày nhá. Đấy, sau đó là nó sẽ có kim dây chạy chronograph này, thời gian đo tốc độ tối đa này, logo biểu tượng của Stark này, nó sẽ có một cái hình giống như một cái sừng của con hươu ấy, rất là đẹp. Đấy chưa? Cọc số La Mã này, mặt bên trong màu nâu cà phê nhá. Đây là viền này, núm này. Đó, mặt trước này, mặt sau Made in Japan này, phiên bản nội địa đấy ạ. Tức là nó được sản xuất lắp ráp tại Nhật luôn, lắp ráp tất cả chi tiết tại Nhật luôn. Dây, chốt khóa. Tất nhiên là dây này thì không phải dây zin của nó đâu, nhưng mà dây này rất là đẹp nha. Vì là người ta đã thay dây ý, thì tức là chủ cũ là người ta đã chủ đích là người ta thay dây là người ta phải thay một cái bộ dây rất là đẹp. Mọi người nhìn thấy là bóng bóng như thế này thôi, nhưng mà cái dây này này nó rất là bền ý. Bởi vì cái nhược điểm của dòng dây da đó là nó sẽ dễ bị ngấm nước, và nó sẽ dễ lưu lại cái nước, và nó không khô được ý, thì nó sẽ dễ lên mùi. Đấy, và nó dễ ẩm dây, nó bị ẩm ướt, đúng không ạ? Thì vì thế cho nên là người ta sẽ phủ thêm cái lớp bóng ở trên, thì nếu mà nước mà có rơi vào ấy thì nó không ngấm được vào trong và nó sẽ bị rơi xuống. Như thế thì giúp cho cái dây này này, đúng không ạ? Nó sẽ rất là đẹp và nó sẽ rất là bền. Thì cái này là người ta đã lắp một bộ dây rất là xịn rồi, và nó đồng màu luôn với cả nền mặt luôn. Mẫu này thì size 43 và càng của nó sẽ là 51.2. Đây là phiên bản được sản xuất lắp ráp tại Nhật luôn nha, Made in Japan đấy ạ. Đẹp chưa? Bạn này em đang để cho cả nhà mình ở mẫu này, đó chính là 1.650.000 mã 590, và cũng là mã hàng cuối cùng của trong video ngày hôm nay. Mọi người yêu thích ở mã sản phẩm nào thì mọi người có thể liên hệ đặt hàng theo số hotline và cũng là số Zalo của em, đó là số 0858585842, hoặc có thể để dưới phần comment bình luận. Cảm ơn mọi người rất nhiều và hẹn gặp lại cả nhà mình ở trong video tiếp theo. Dạ vâng, xin chào tất cả mọi người ạ.